Xin chào tất cả quý độc giả của tạp chí Elman Việt Nam. Anh nghĩ là 30 anh trai sẽ có rất là nhiều người ấn tượng với anh, nhưng mà bây giờ anh có 60 giây. Anh miễn sao anh vẽ mà mọi người có thể đoán người đó là ai là được, đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Đúng rồi, nguyên cái show này anh nói thiệt, chỉ có mình dám mang mấy cái xuồng thôi chứ mình đừng ai dám mang đâu. Thiệt. Trời ơi, em biết không, nó đi hai cái xe. Nó đi hai chiếc, một chiếc chở giày thôi. Thằng em đi kiếm. Lê kiếm biết sao ta? Hả? Cái này em không cắt rồi, em lên rồi. N, E ngắn. E ngắn là cái gì? E ngắn là gì? N-E-G-I. Gip là cho đi đúng không? A g a v e. Không có E đâu. N-A-G-E-V-E nè. Ờ, thật ra này là trái tim. Trời ơi, đầu tồi. Anh là đầu tồi đẹp trai. Tặng em gip là trái tim. Anh thử thôi. Đây là văn mẫu cho những người sắp vẽ nha. Tôi thấy trong cuộc thi này có nhiều người mà vẽ rất đẹp, 10 cái hoa tay như là Hư Đức Cừng. Nhưng mà nếu qua nhìn qua cái này nữa thì chắc là nên xem lại cách học hành của mình về mỹ thuật. Cái thẩm mỹ của Hư Đức Cừng có vấn đề. Tạm biệt khán giả, quý độc giả của Elman Việt Nam nha. Hy vọng có nhiều dịp trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Au revoir.